hai ba rồi. Hello, xin chào tất cả nhà. Đây là bé Alan Golden đấy, dòng này là dòng Golden nha, siêu đẹp đấy, cho mọi người xem nè, chỉ hơn 60 ngày một chút thôi nha. Đấy, đã vào vaccine 2 mũi đó, tổng cộng là có 5 bé. Đàn này là cực kỳ đẹp luôn đó. Anh em thích bé nào thì cứ inbox em, được cái vẫn còn đủ nha anh em. Còn cái như là còn một bé, được thì vẫn còn hai bé nhá. Anh em nhanh tay inbox em sẽ lựa bé nào ok nhất cho anh em nhá. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.